Mỹ Lan rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Cơ thể bạn nói gì, và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là hiện đại hóa y học cổ truyền trong việc kiểm soát hiệu quả các bệnh viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Thưa quý vị, đối với những bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài thì đông y luôn được ưu tiên sử dụng bởi tính an toàn của nó. Và các bệnh mãn tính đường hô hấp cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh những triệu chứng như đờm, ho, khó thở, người bệnh còn phải chịu tác dụng phụ của thuốc Tây khi sử dụng trong thời gian dài. Và cũng chính vì lẽ đó mà hiện đại hóa y học cổ truyền đang là xu hướng của khoa học hiện đại ngày nay, vừa đảm bảo tính an toàn, hiệu quả lại vừa tiện lợi cho người bệnh. Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe những tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, xin chào MC Mỹ Lan. Xin chào vị khách mời. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai, một khán giả cũng rất quan tâm tới chủ đề này, xin được giới thiệu chú Phạm Đình Sang. Xin chào chú ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC ạ. Xin chào tất cả mọi người khán giả. Xin cảm ơn cả hai vị khách mời đã cùng đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự. Địa điểm đầu tiên mà ekip của chương trình tới là nhà của một bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chú Lương Văn Thắng, 63 tuổi, trú tại số 8, phố Yên Xuyên, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cho tới tận bây giờ, những trận ho đờm như rút cả lồng ngực, những bước đi nặng nhọc vì khó thở, những ngày ra vào viện cấp cứu như cơm bữa vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà chú chẳng bao giờ có thể quên được. Chú thuốc đá mà, thì chú đã từ năm 90 tuổi, hút một ngày chú đá chú tầm có khoảng độ 2 bao thuốc, thế là phổi cho nó mới bị hỏng. Thế thì chú đi lái xe ô tô thì chú đường dài, nhưng ngày xưa thì đi đường xá bẩn lắm, bụi, đi vào trong kia thì nó cứ bám đầy bụi mù đi, có khi khoảng độ 5m, 10m, 20m. Khi chẳng nhìn thấy ô tô đằng trước, nên chú lại chủ quan coi như vậy là đi ra đường có bao giờ đeo khẩu trang bao giờ đâu. Thế coi như vậy là khi về nhà ngoáy vào cái lỗ mũi này nó đen gì. Đến 2006 người ấy bảo thì bắt đầu đờm ra rất nhiều, mà hộp đờm đặc khác cũng không được, đờm nó đặc quánh vậy, nó xanh nè, còn ho thì ho kéo dài, nhiều khi ho cả sáng lẫn chiều. Chú mới thấy con người nó khó chịu quá, kiệt quệ thì người chú cứ mệt mỏi lả bên lọ sang kia, mà nhiều khi đi khoảng 15-20 mét khó thở là phải ngồi xuống, xong càng ngày nó càng lún sâu, khó thở quá nặng, bắt đầu đến thời gian kéo sợi em siết nặng. Chú đi bệnh viện, bác sĩ bảo là bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dám vào bên phổi phải, cứ hàng tháng nào chú phải đi khám, dùng thuốc hít rồi dùng máy thở vẫn bị, nếu mà nặng quá thì lại chui ở viện làm 10-15 ngày. Thưa bác sĩ Vân Anh, tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều những người bệnh giống như chú Phạm Đình Sang đang phải đối diện với những triệu chứng đờm, ho, khó thở, dai dẳng kéo dài. Vậy thì ở Việt Nam có những bệnh lý mãn tính nào về đường hô hấp mà thường gặp, và nguyên nhân của bệnh lý đó là gì ạ? Đầu tiên thì là phải nói là những các cái bệnh lý rất hay thường gặp và nó cũng rất nguy hiểm. Đó, thứ nhất là các cái bệnh lý như là viêm phế quản mãn tính này, rồi là các cái hen phế quản, hay ngày xưa kia thì các cụ hay nói là hen suyễn. Và một cái bệnh lý thứ ba đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là còn rất nhiều những các cái bệnh lý khác nữa. Ví dụ như là giãn phế quản này, và những cái bệnh lý như tâm phế mãn, lao phổi vân vân. Vâng, thế và chúng ta biết là đối với các cái bệnh này, mặc dù nó rất nhiều bệnh nhưng nó cũng có một cái điểm chung, đó là các cái nguyên nhân gây ra bệnh. Thứ nhất là về cái vấn đề hút thuốc lá, nó sẽ làm cho tổn thương phổi này, nên là chính vì vậy mà nó làm cho dẫn đến tình trạng nhiễm độc phổi và bệnh lý nặng hơn, ô nhiễm môi trường làm cho người bệnh sẽ tiết nhiều dịch hơn, viêm rồi là ho rồi khó thở. Và cái nguyên nhân cuối cùng đó là chính là cái tình trạng nhiễm các cái virus, vi khuẩn tái đi tái lại nhiều lần và làm cho cái bệnh lý này nó trở thành mãn tính. Chúng ta thấy rằng có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau, được không ạ? Có thể dẫn đến các bệnh đường hô hấp mãn tính. Nhưng có một thực tế là rất nhiều người chia sẻ rằng họ gặp triệu chứng đờm, ho, khó thở nặng hơn vào buổi sáng khi thức dậy hoặc là ban đêm khi ngủ, nhưng triệu chứng lại không quá nặng hoặc không quá nguy hiểm. Thế nên là họ bỏ qua, chủ quan và tự ý đến hàng thuốc mua thuốc thay vì thăm khám bác sĩ. Vậy thì bác sĩ Vân Anh nhận định như thế nào về việc này ạ? Đối với những cái bệnh
mà các cái bệnh đường hô hấp mãn tính ấy, thì nó thường tiến triển rất là âm thầm, có thể khởi đầu là những cái triệu chứng rất là đơn giản, ví dụ như là bệnh nhân có thể như là ho này, rồi có đờm vào buổi sáng. Chúng ta không có những các cái chú ý đến cái việc phương pháp điều trị, nên là từ những các cái bệnh lý cấp tính như vậy thì nó sẽ diễn biến lâu dài và nó trở thành những các cái bệnh lý mãn tính. Thế và ngoài ra nữa thì đúng là chính từ những các cái phương pháp điều trị nó, chúng ta không đi khám bệnh này, rồi chúng ta cũng không tuân thủ theo đơn, mà khi chúng ta sử dụng thì chúng ta lại thấy là thế nó khỏi rồi, chúng ta tự ý chúng ta giảm. Rồi là có khi là những giai đoạn đầu chưa phải là do nhiễm khuẩn thì chúng ta đã sử dụng kháng sinh rồi. Với những cái việc điều trị là chúng ta tự điều trị, tự ra ngoài mua thuốc như vậy và không có cái sự kiểm soát theo đơn của các bác sĩ thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta rất nhiều những các hệ lụy, như là chúng ta sẽ sử dụng gây lên nhờn thuốc này, kháng sinh làm cho cái việc điều trị sau này cũng sẽ khó khăn hơn và nó cũng sẽ gây lên rất nhiều những cái tác hại cho cơ thể. Vậy thì có giải pháp nào hiệu quả để người bệnh có thể điều trị được các bệnh đường hô hấp mãn tính, giống như bác sĩ chia sẻ đó là viêm phế quản mãn tính, hen phế quản hay là phổi tắc nghẽn mãn tính COPD ạ? Vâng, thì chúng ta thấy được là với các cái bệnh lý này ấy, thì cái bản chất của nó chính là một cái tình trạng tổn thương phổi, nhiễm độc ở phổi, nên là chính vì vậy mà chúng ta phải tìm cách là giải quyết được những cái tác nhân gây đến những cái tình trạng nhiễm độc phổi, như là chúng ta không nên hút thuốc lá, nên bỏ thuốc lá này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng tránh những cái môi trường mà bị ô nhiễm, ví dụ như khi mà chúng ta phải làm việc trong môi trường ô nhiễm thì chúng ta cũng nên có những chế độ bảo hộ lao động này. Thế rồi ra ngoài đường thì chúng ta cũng nên đeo khẩu trang, rồi giữ ấm cơ thể khi mà cái thời tiết nó chuyển mùa. Thế và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là có một cái chế độ ăn uống khoa học để giúp cho tăng cường sức khỏe, sức đề kháng này. Và chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động thể dục để tăng cường cái thông khí cho phổi, tăng cường cái sức khỏe, cái sức đề kháng cho phổi. Vâng, thế và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy được là khi mà có bệnh thì chúng ta cũng nên đi thăm khám và để được điều trị. Và đối với là cái phương pháp điều trị Tây y ấy, thì chúng ta thấy là những các cái thuốc này ấy, thì nó có rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn, nên là chúng ta phải tuân thủ theo đơn bác sĩ và không được tự ý tăng giảm liều. Thì chúng ta cũng nên kết hợp với những các cái giải pháp từ thảo dược, vì chúng ta biết là những cái giải pháp từ thảo dược thì không phải hiện nay mà xưa kia cha ông ta cũng đã dùng rất nhiều những cái bài thuốc, vị thuốc cũng đã mang lại cái hiệu quả mà nó lại rất an toàn. Và cái thảo dược này cũng đã được chia thành các cái nhóm thứ nhất là nhóm thảo dược mà nó có cái tác dụng là giải độc phổi và phục hồi các cái tế bào phổi trước những các cái tổn thương, trong đó có các thành phần như là xuyên tâm liên này, căn thảo Italia này, và đặc biệt là baikalin từ hoàng cầm chiết xuất từ lá ô liu này. Vâng, thế và chúng ta biết là trong hoàng cầm ấy, thì qua các cái công trình nghiên cứu, đặc biệt là các công trình nghiên cứu tại trường đại học Daegu Hani của Hàn Quốc ấy, cũng đã chứng minh rằng cái hoạt chất baikalin ở trong hoàng cầm nó có tác dụng phục hồi các chức năng của phổi mà đang bị tổn thương. Nhóm thứ hai là nhóm có tác dụng giải độc phổi và ngăn ngừa những cái tình trạng nhiễm độc mới, trong đó thì có cúc tây và xuyên bối mẫu. Và chúng ta biết là cúc tây cũng là một trong những vị thuốc của y học cổ truyền xưa kia cũng rất hay sử dụng, và qua nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là nó có cái tác dụng đại thực bào rất là mạnh mẽ, nên chính vì vậy mà nó sẽ có tác dụng tăng cường cái hệ thống miễn dịch này, tăng cường làm sạch các cái phổi. Thế và một cái nữa là xuyên bối mẫu nó có cái tác dụng là làm tăng cường cái hệ thống bảo vệ các cái lông mao của cái niêm mạc của đường hô hấp, nên chính vì vậy mà nó sẽ tăng cường là đẩy ra những các những cái tác nhân, như là trong đó như là các cái bụi này, những cái khói bụi, những cái hóa chất này, cũng như là những các cái virus vi khuẩn, và để giúp cho làm sạch phổi. Nhóm thứ ba là nhóm tăng cường cái sức đề kháng cho phổi để hỗ trợ trong việc tiêu diệt các cái tế bào đột biến, từ đó mà nó có tác dụng phòng ngừa ung thư. Vâng, thì là trong đó chúng ta thấy là nổi bật là fucoidan. Vâng, chúng ta biết là fucoidan là một cái chất siêu nhờn mà được chiết xuất từ tảo biển, và qua nghiên cứu ở tại một trường đại học, đó là trường đại học Kuma của Nhật Bản, cũng đã cho thấy rằng là cái hoạt chất fucoidan này nó đã có tác dụng là tăng cường diệt các cái tế bào đột biến gen. Vâng, và cái tế bào đột biến gen, nên là chính vì vậy mà nó sẽ hỗ trợ trong việc phòng ngừa ung thư. Tiếp theo đó là những cái nhóm các cái thảo dược mà nó có cái tác dụng là làm giảm đờm này, ho này, khó thở, gồm các cái thảo dược như là chiết xuất từ tỉ bà diệp này, chiết xuất lá bạch đằng, cũng như là chiết xuất từ bồ công anh.
một danh sách dài các loại thảo dược được không ạ? Vâng. Mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Thế nhưng mà biết về tác dụng của thảo dược là một chuyện, mà sử dụng sao cho hiệu quả lại là một câu chuyện khác. Vậy thì thưa bác sĩ, có cách nào vừa hiệu quả vừa tiện dụng để giúp cho người bệnh có thể sử dụng thảo dược trong việc điều trị các bệnh đường hô hấp mãn tính ạ? Khi mà tôi kể các cái loại thảo dược như vậy thì là các quý vị có thể nghĩ ngay là thế thôi thì mình đi mua về một vài cái thảo dược đó mình về mình đun sắc thì nó cũng có tác dụng. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái tác dụng nó không cao, vì là chúng ta biết là đối với bài thuốc của y học cổ truyền như vậy thôi là chúng ta phải có một cái sự phối hợp giữa các cái vị thuốc với nhau thì nó mới mang lại cái hiệu quả cao đấy. Nên là chưa kể nữa thì cái việc sắc, nó thứ nhất là nó rất tốn thời gian đúng không ạ, thứ hai nữa là cái việc sắc đấy thì cái thang thì chúng ta sắc lâu hơn, cái sang thuốc rất nhanh hơn, hoặc lửa to lửa nhỏ nó đã làm cho cái việc mà cái hoạt chất nó ra nó cũng không ổn định từng thang rồi, và nó không đảm bảo được cái hoạt chất ra để mà có cái tác dụng chữa bệnh. Và chưa kể nữa là với cái nguồn nguyên liệu chúng ta tự đi mua như vậy thì nó cũng đảm bảo cái chất lượng, tức là cái lượng hoạt chất ở trong đó nó không đảm bảo rồi. Thế nên là chính vì vậy hiện nay thì người ta đã áp dụng cái phương pháp là hiện đại hóa y học cổ truyền, và chúng ta nên kết hợp các cái thành phần thảo dược đó để mà giúp cho cái mang lại cái hiệu quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta áp dụng cái công nghệ dây chuyền tiên tiến hiện đại, đặc biệt nữa là trong cái công nghệ nano. Khi mà chúng ta áp dụng công nghệ nano đưa các hoạt chất đấy nó đến một cái kích thước siêu nhỏ, tức là kích thước nano, thì đối với như vậy thì nó sẽ giúp cho cái độ hấp thu sẽ tốt hơn này, thẩm thấu sẽ tốt hơn, và nó sẽ giúp cho cái công nghệ này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta phân tách các cái chất không tốt, không có lợi cho cái việc điều trị bệnh ra bên ngoài. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm của chương trình. Được. Ừ, cứ tổ chức đi rồi mình sẽ đến mà. Cứ chú thế. Chú cho tôi ngồi nhà mẹ. Này chị ơi. Chị ép mấy đấy? Phủi cái mồm chú. Tôi bị viêm mãn tính bảo ép mấy. Tôi đi thử rồi không phải ép mấy. Em hỏi thật nhá. Chị tiêm chưa? Tiêm 2 mũi rồi. Đi khám rồi. Không phải bị dịch ý đâu. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc rồi nhưng mà mãn tính. Xét nghiệm rồi gì? Vâng, thời tiết này thì làm sao mà cái mãn tính mà không ho, chú thông cảm nhá. Này. Vợ em ở nhà ấy, trước kia cũng bị như thế đấy. Thế ạ? Ho như vạc ấy. Rồi ôi. Thế cô khỏi chưa? Khỏi rồi. Giờ em mách cho chị nhá. Cái giải pháp này được chiết xuất từ các thành phần thảo dược như là Baikalin này, Fucoidan này. Cái này nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Giải pháp này ấy, nó giúp giảm tái phát các đợt cấp của bệnh, giảm các triệu chứng ho, đờm, khó thở cho bệnh nhân. Đấy, chú cho tôi số điện để tôi cảm ơn chứ. Rồi. Đấy, hôm nay tôi gặp được quý nhân như này. Cảm ơn chú nhá. Cùng trở lại với cuộc trò chuyện tại trường quay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khán giả chú Phạm Đình Sang. Thưa chú, trong phóng sự đầu tiên của chương trình thì cháu được biết là chú đã phải đối diện với những triệu chứng đờm, ho, khó thở nhiều năm nay rồi đúng không ạ? Chú có thể chia sẻ thêm về bệnh tình của mình ạ? Có tuổi thì phổi của tôi yếu hẳn đi. Tôi ho như cuốc kêu, ho cả ngày, cả đêm. Cảm giác phổi và cổ họng của tôi đặc quánh đờm. Cố khạc ra thì đờm xanh, đờm vàng. Bác sĩ bảo tôi viêm phổi cấp tính, kê thuốc cho uống thì thấy bệnh cũng đỡ, nhưng chỉ được khoảng 2 tuần sau thì triệu chứng lặp lại như cũ. Tiếp tục là chuỗi ngày đi bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ bảo bệnh của tôi chuyển mãn tính rồi, hơi thay đổi thời tiết là lại ho đờm trở lại. Nhiều khi tôi thấy ngực của mình như có một tảng đá đè lên, nặng ngực, không thở nổi, phải thở khí dung mới đỡ. Và thưa bác sĩ Vân Anh, bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về giải pháp này ạ? Đối với sản phẩm Boni Detox từ thảo dược này thì chúng ta biết là thì nó gồm có 4 nhóm thảo dược. Cái đầu tiên đó là nhóm thảo dược giải độc phổi mà để phục hồi những các cái tế bào phổi đang bị tổn thương, rồi là Baikalin chiết xuất ô liu xin tâm liên này, can thảo Italy,
Cái nhóm thứ hai đó là nhóm giải độc phổi và nó ngăn ngừa những cái tác nhân gây hại mới, trong đó như là cúc tây này, xuyên bối mẫu. Một cái nhóm thứ ba đó chính là nhóm mà tăng cường cái sức đề kháng của phổi và hỗ trợ trong việc tiêu diệt các cái tế bào đột biến, có tác dụng hỗ trợ trong việc phòng ngừa ung thư. Đó là nhóm đấy là fucoidan. Và một cái nhóm cuối cùng đó chính là nhóm các thảo dược có cái tác dụng là để giảm ho này, giảm đờm này, giảm khó thở cho bệnh nhân. Thì cụ thể đó chính là lá bạch đàn này, tỳ bà diệp này, và bồ công anh. Chúng ta biết là cái sự phối hợp giữa bốn cái nhóm đó cũng đã có cái tác dụng. Thứ nhất là nó có tác dụng cải thiện những các cái triệu chứng như là đờm, ho, khó thở. Thứ hai nữa là nó hỗ trợ trong việc điều trị các cái bệnh phổi mãn tính. Thứ ba là nó sẽ giúp cho ngăn ngừa cái tình trạng các cái biến chứng từ các cái bệnh phổi mãn tính này nó gây ra, và nó cũng sẽ làm giảm những các cái đợt cấp tái phát. Vâng, thế và đối với sản phẩm Uni Detox cũng đã được ứng dụng công nghệ nano, nó sẽ giúp cho chúng ta là làm tăng cường các cái hoạt chất từ trong các cái thảo dược, cũng như là nó giúp cho ổn định. Sản phẩm Uni Detox đã được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Từ ngày kiểm soát được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chú Thắng mới cảm nhận hết những niềm vui khi về già của mình, những điều mà trước kia vì bệnh tật khiến chú chẳng thể thấy được. Chú ăn ngon, ngủ tốt, gương mặt lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ. Chia sẻ về câu chuyện của mình trong sự vui vẻ, chú cho hay. Để cuối năm 2019, thì có cái sản phẩm Uni Detox này của mình, thì chú đọc trên mạng, thì là chú mới mua về. Khi chú nhân Uni Detox này vào thì chú thấy nó khác hẳn, đờm nó không kéo dài, cái hen xiễn của nó giảm hẳn, đờm nó không sốt ra nhiều, tắc ngang cổ này thì nó cũng hầu như rất hẳn, mà nó lại sức khỏe tốt, tinh thần lại tốt rồi. Bây giờ thì nói chung là ho đờm chú không còn nữa, hết sạch, đường thở thông thoáng, neo đây trên từng năm xuống là bình thường, kể cả lúc nào đi được mà thèm đi thôi, không nào có rỗ có tết thì ôi giời, mừng năm là chuyện bình thường, đi lại khỏe khoắn lắm, nó không ngày hiểm đâu, vác bao gạo có rồi bình thường. Thì khi đứng đầy ngủ tốt, thế là buổi sáng chú đi tập thì cũng tâm khoảng 90 cây chú mới về. Đi chụp cái xì quang này, thì bác sĩ chụp vào xì quang thì thấy phổi trắng, tức là tốt, không sao. Cho nên là cái sản phẩm này đáp ứng cho chú là chú rất quý và rất tốt. Ô nhiễm không khí và hút thuốc lá gây nhiễm độc phổi, đờm, ho, khó thở và viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, ung thư phổi. Uni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi, giảm nhanh đờm, ho, khó thở của viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, u bướu phổi. Uni Detox được sản xuất tại nhà máy dược phẩm J&E International, đạt tiêu chuẩn GMP của WHO và FDA Hoa Kỳ. Uni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi, sản phẩm của Mỹ. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ Vân Anh, và cũng xin cảm ơn chú Phạm Đình Sang đã cùng đến với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Cơ thể bạn nói gì lần sau.